Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình chia sẻ cho bạn tham gia một dự án Aliquemon nhận 100 triệu token Aliquemon nha các bạn. Thì để tham gia dự án này các bạn click phần link mô tả dưới video mở tới ra Mustard Chatbot các bạn. Rồi, mình get 100 triệu token Aliquemon khoảng 9 đô và bấm join airdrop. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào nhóm chat. Rồi bạn bấm đáp lên. Rồi bấm follow tại Twitter nè. Và retweet sẽ bị nét luôn các bạn. Xin tạo Twitter bạn theo dõi nè, bạn like nè, các bạn tạo Twitter lại đi các bạn, rồi bấm đáp lên các bạn, rồi các bạn bấm vào submit tên nè, tiếp tục các bạn chọn don nè, tiếp tục bạn gửi đường link profile tạo Twitter mình nha các bạn, xin tạo Twitter thì bạn nhấp cho ba cánh cùng, nhấp cho một hồ sơ nè, bạn nhấp cho ba cánh cùng nè để chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Rồi bạn nhấn vào đây nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ BNB sẽ máy chain trên chocolate nha bạn. Bạn copy địa chỉ ETH của mình nè. BNB sẽ máy chain mình nè. Bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Ok, bạn xong sao ngồi Gipo nha bạn. Rồi bạn bắt đập lại bấm don. Follow to with yet. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản và lấy liên ghép chia sẻ trong bè những người thân để kiếm thêm token các bạn. Và mình gửi đến một bạn một cái chương trình airdrop nhận 35 đô token wow nè. Ôi con này mình đã giới thiệu các bạn rồi các bạn. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc được các bạn ơi. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.